Hợp Quốc năm 2016, Việt Nam xếp thứ 89 trên 193 thế giới về mức độ phát triển chính phủ điện tử. Theo Văn phòng Chính phủ thì năm 2017, 63 trên 63 tỉnh thành đã triển khai chính phủ điện tử, cung cấp 44 dịch vụ công trực tuyến và 19 trên 30 bộ ngành đã cung cấp 78 trên 83 dịch vụ công trực tuyến. Năm 2016-2017, đặc biệt ghi nhận sự bứt phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các địa phương, bộ ngành sau: thành phố Đà Nẵng với công trình xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 3, các tỉnh Quảng Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế với các công trình như triển khai phần mềm quản lý văn bản, hỗ trợ điều hành, xây dựng trung tâm dữ liệu điện tử; Bộ Y tế với việc hoàn thiện hệ thống báo cáo trực tuyến; Bộ Giáo dục và Đào tạo với đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ giảng dạy; Bộ Khoa học Công nghệ với hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia với hệ thống thông tin, giám sát tài chính; Học viện Tài chính với dự án xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển đào tạo trực tuyến. Đóng góp vào thành công chung đó là vai trò tối quan trọng của các lãnh đạo công nghệ thông tin, những người hoạch định, triển khai và đảm bảo thành công cho dự án. Và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG xin vinh danh các lãnh đạo công nghệ thông tin ASEAN tiêu biểu khối Chính phủ Việt Nam năm 2017 sau. Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. Ông Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế. Ông Phạm Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Giám sát Tài chính Quốc gia. Ông Nguyễn Đình Sơn Thành, Giám đốc Trung tâm Thông tin Học viện Tài chính.